Ngày hôm qua có giá trị gì cho ngày hôm nay? Tại sao lại là những cảm xúc từ quá khứ mà không phải từ hiện tại? Câu chuyện từ quá khứ và hiện tại sẽ mang đến giá trị gì cho tương lai? Tất cả sẽ có trong miền ký ức. Thank you.
Mạnh Cường cùng với Tuyền Tăng xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Miền Ký Ức. Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Hôm Nay Mẹ Trực Đêm, và qua đó phần nào có thể hiểu được cuộc sống của những người đã chọn chiếc áo blue trắng để gắn bó, để đặt lên vai trách nhiệm của một người thầy thuốc, để rồi từ đó thì hàng ngày của họ không chỉ vung vén trong cuộc sống gia đình như thế nào cho hạnh phúc, mà đó còn là những tháng ngày họ phải chiến đấu với bệnh tật để giành lấy sức khỏe và lấy mạng sống cho bệnh nhân, đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao nhiêu gia đình khác nữa. Và thưa quý vị, đó là lý do mà chúng ta hay gọi họ là những người hùng không cần vũ khí, những người chẳng đợi được vinh danh, những người đã chọn y đức làm lẽ sống. Và thưa quý vị thân mến, Tuyền Tăng cũng như là Vũ Mạnh Cường xin phép được mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng với chúng tôi dành trọn tất cả những yêu thương và tự hào của Miền Ký Ức lần này để xin phép được gửi đến tất cả những anh hùng áo trắng. Và ngay bây giờ, chào đón tất cả quý vị cùng đến với phần đầu tiên của chương trình với tên gọi Ký Ức HTV. Kính thưa quý vị, từ những ngày đầu xuất hiện tại Việt Nam thì phim truyền hình đã len lỏi và đã trở thành một món ăn không thể nào thiếu đối với mỗi gia đình Việt. Và bằng cách nào đó thì những thước phim đã gắn kết con người lại với nhau, đã mang đến rất nhiều những giá trị cuộc sống mà ở đó con người có thể thấu hiểu cuộc sống, có thể chia sẻ về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Dạ chính xác, và nói đến điều này thì phải nhắc ngay đến một cái ví dụ điển hình, đó chính là bộ phim Blues Trắng, đúng không thưa quý vị? Có thể nói đây cũng chính là bộ phim thuộc hãng phim truyền hình TFS ra đời, với mạch truyện chính xoay quanh về các y bác sĩ. Và nói thật là ở thời điểm phim ra mắt thì đây cũng là một đề tài rất hiếm được khai thác trong nghệ thuật. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một vài hình ảnh của bộ phim. Xin mời. Lên sóng HTV vào cuối năm 2002, đều đặn vào các tối thứ 5, 6, 7 chủ nhật hàng tuần, bộ phim Blue Trắng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Suốt 70 tập phim là những câu chuyện đang xen giữa tình người, tình đồng nghiệp, tình yêu, những mối quan hệ xã hội xoay quanh về ngành y diễn ra hàng ngày tại Bệnh viện Thanh Tâm, mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về ngành y Việt Nam ở giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Khi xã hội có những biến chuyển mạnh mẽ, con người bị tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh, mỗi y bác sĩ phải đưa ra những lựa chọn hướng đi của riêng mình. Khi đó, cái tâm yêu nghề và y đức của họ luôn đứng trước những thử thách gai góc không dễ vượt qua. Biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn Mỹ Hà và ekip thực hiện đã khắc họa thành công diễn biến tâm lý của mỗi nhân vật, sự giằn xé trong nội tâm của mỗi người qua từng giai đoạn trong cuộc đời. Khán giả xem phim và cả những người trong nghề y đều tìm thấy mình đâu đó trong những nhân vật. Bác sĩ Thanh nghiêm khắc chuẩn mực, bác sĩ Oanh nhân ái bao dung, bác sĩ Hùng nửa chính nửa tà, luôn đi giữa ranh giới sai và đúng. Có lẽ vì vậy mà bộ phim đã được đông đảo khán giả ủng hộ, đạt được giải cánh diều bạc của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2002, góp phần tạo nên những tên tuổi nghệ sĩ được mọi người yêu mến. Vậy không biết là sau khi xem lại những hình ảnh vừa rồi thì quý vị đang cảm thấy như thế nào? Riêng Tuyền Tăng thì có hai nhân vật mà Tuyền đang rất là muốn mời ngay bây giờ lên sân khấu, bởi vì chắc chắn là sau hơn 18 năm đồng hành và bây giờ được xem lại những thước phim này thì họ sẽ có rất nhiều những điều muốn nói với tất cả quý vị, đúng không anh Cường? Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu. Xin mời. Còn bây giờ thì em hỏi liền luôn, đó là khi mà xem lại những hình ảnh cũ, chắc là những hình ảnh này thì anh chị cũng đã thuộc luôn rồi ha. Nhưng mà khi mà xem lại hình ảnh cũ trong chương trình Miền Ký Ức ngày hôm nay thì cảm xúc của anh chị như thế nào ạ? Thật sự mà nói thì Tạ Minh Tâm theo dõi phim cũng không được nhiều đâu. Nhưng thật sự lần này ngồi ở đây với một cảm xúc này cùng với quý vị và xem lại những cái ký ức đó thì lòng hết sức là xao xuyến, là hết sức là bồi hồi. Khi mà
quay xong phim rồi và phim được trình chiếu thì lúc đó cũng rất là hồi hộp. Bản thân cũng không dám xem hết. Rồi sau này thì cứ mỗi lần gặp khán giả thì khán giả đều nhận ra và gọi một cái tên của mình rất là thân thương là bác sĩ Oanh đây. Cái này em có một thắc mắc một chút xíu. Hồi nãy thì anh Tạ Minh Tâm cũng nói là anh không có dám coi hết phim. Chị Tuyết Thu bây giờ ngồi kế bên cũng nói là cũng chưa có dám coi hết phim. Nhưng mà tại sao hai anh chị ngày trước dám nhận bộ phim này ạ? Tao cũng nghĩ đó là một sự liều mạng. Không phải là mình liều mạng, mà chính đạo diễn Trần Mỹ Hà mới là người liều mạng hơn. Thì lúc đầu chỉ được giới thiệu là một vai nhỏ thôi. Đó, nhưng mà sau khi nói chuyện với anh Hà được có một lần một thì anh quyết định là chọn Tâm Tâm vào vai bác Hùng, Sĩ Hùng luôn. Thì nghĩ là đây là một chuyện nó kinh khủng lắm. Và trong một tích tắc thôi, không lâu, cũng ngay buổi nói chuyện đó thì Tâm nghĩ là tại sao anh là đạo diễn mà anh dám chọn mình mà mình lại sợ. Mặc dù trong bụng mình sợ thật, sợ rất sợ luôn. Đấy, nhưng mà Tâm nói là anh Hà có nói thật không? Cái nói anh nói thật mà. Thế là chuyện nào thử vai anh nói khỏi thử, ký hợp đồng luôn. Nó nói ôi trời ơi. Thế này là trời ơi. Một cái dịp tình cờ là Thu cũng vô đài để mà mình quay hình cho những cái vở kịch truyền hình. Thì trong cái bãi đậu xe thì mình đi lấy xe thì gặp anh Hà, ảnh đi đối diện đi tới. Chỉ giỡn đùa với ảnh thôi. Đứng trước mặt ảnh vậy nói anh có nhớ em không? Cái anh đứng anh nhìn anh nhớ chứ, anh nhớ em mà. Rồi thế rồi là anh em chỉ cũng vài câu xã giao rồi là đi về, bởi vì mỗi người một việc. Qua ngày hôm sau thì Thu có một cái lời mời là được vô cái vai trong bộ phim này. Với vai bác sĩ Hùng, anh thích nhất là điều gì? Tâm nói anh Hà ơi, bác sĩ Hùng thật ra không phải là nhân vật phản diện. Anh Hà nói đúng. Hồi nãy giờ là nhiều người cứ nói là đọc kịch bản xong nói ông Hùng là phản diện, em nhìn đúng như vậy, em làm đi. Bởi vì là cái cuộc sống thời đó, không phải chỉ riêng ngành y, cuộc sống xã hội chúng ta thời đó nó đầy những cái khó khăn, đầy những cái biến động, đầy những cái mối lo toan trong lòng người trong cái thời khó khăn đó. Cho nên là chính những cái sự phức tạp đó nó len lỏi trong từng con người chúng ta. Và cái mỗi người đó dễ bắt gặp trong cuộc sống chung quanh mình, mỗi người một chút, mỗi người một chút. Và chính trong bản thân Tạm Tâm cũng có một chút đó nữa. Thế cho nên là mình nghĩ rằng khi mình nhận vai đó, mình phải làm sao cho mọi người thấy đây không phải là một nhân vật phản diện, mà đây là một nhân vật hết sức là có ý đức, có tâm với nghề, nhưng mà bị dòng đời nó xoáy đi thôi. Và tất cả những sai lầm của một con người mắc phải, cũng như cái nhân vật đó mắc phải, thì phải được giải quyết, phải được đạt theo cái hướng là hướng thiện. Bởi vì chính cái điều mà con người ta trong cuộc sống này không phải là anh có mắc lỗi hay không mắc lỗi, mà là anh có hướng thiện hay không. Vậy thì với vai bác sĩ Oanh thì chị Tuyết Thu thích điều gì nhất ạ? Có khi mình thấy là cô ấy rất là hiền lành với mọi người những xung quanh, có những chuyện gì cô ấy sẵn sàng nhẫn nhịn và sẵn sàng chịu đựng hết. Nhưng khi cần để mà đấu tranh cho cái công việc của mình, cho những việc đúng, thì cái ánh mắt của cô ấy rất là nghiêm khắc. Thu nắm bắt được cái điều đó cho cái nhân vật của mình và thể hiện, thì đó là những cái điều mà Thu thích thú với lại cái nhân vật này. Vậy thì nếu như mà bây giờ mình cùng nhìn lại cái hành trình với hơn 70 tập của Blues Trắng, thì có cái phân đoạn nào khiến cho anh và chị cảm thấy ấn tượng nhất về nhân vật mà mình thể hiện không ạ? Ấn tượng nó đơn giản lắm, nó dễ thương lắm. Đó là cái ấn tượng của cái ngày đầu tiên đóng. Và Tạm Tâm đã đến phim trường để chờ được quay như là lịch, nhưng mà đến không được quay. Chờ hết ngày, xong quá ngày hôm sau, vô chờ luôn từ sáng tới tối, tới chiều, gần 5-6 giờ chiều thì mới được gọi lên quay cảnh đầu tiên. Cảnh đầu tiên là cái cảnh ông Hùng mặc blues trắng cao có bước trong phòng họp, đi ra, đi lướt ngang ống kính. Xong khi mà đi qua xong rồi thì tự nhiên thấy một không khí im lặng và nghe đạo cô diễn Trần Mỹ Hà cười, giọng anh Hà cười đặc biệt lắm, anh cười hí 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 hí. Tới Tâm sợ quá, nó là anh Hà thấy buồn cười lắm ha, em diễn buồn cười lắm ha. Anh Hà nói quá đã. Thế là mọi cái căng thẳng và cảm xúc trong lần đầu tiên đóng nó được giải tỏa rất nhanh trong cái ấn tượng như thế. Mà riêng với Thu thì Thu lại rất nhớ rất kỹ là những cái lúc mà quay ở cảnh phòng mổ. Khi mà mình vô những cái cảnh quay đó thật á, thì hồi hộp lắm.
bản thân rất là tập trung cao độ là không biết là mình làm những cái thao tác đó có đúng hay không, và cái tâm trạng của mình diễn như vậy là có đúng với tâm trạng của các bác sĩ ở bên ngoài người ta làm hay không. Và khi đó tự nhiên cảm xúc của mình nó rất là lâng lâng, rất là hồi hộp, giống như là mình được làm một người bác sĩ, một cái người mà mình, những cái người mà mình ngưỡng mộ bao nhiêu lâu nay, và bây giờ mình được mặc khoác cái áo màu xanh là cái áo của những người bác sĩ khi người ta vô phòng mổ. Mọi người cũng cần phải biết là cái phim này là một phim được chuẩn bị rất là đặc biệt về chuyên môn so với những cái phim về ngành y khác. Mình được trực tiếp được hướng dẫn một cách rất là chuyên nghiệp của các bác sĩ, và được tham quan, được diễn tập rất là kỹ, tỉ mỉ từng thao tác chuyên môn của trực tiếp ở trong phòng mổ. Thì được xem những ca mổ thật, mặc đồ thao tác như bác sĩ, đứng cạnh bác sĩ thật. Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ ưu tú Tuyết Thu mới thấy rằng là để có được một vai diễn hay thì bên cạnh việc họ đã rất là yêu nghề, rất là mong muốn được hóa thân với vai diễn của mình, thì còn một cái tình yêu nữa cũng lớn lao vô cùng để giúp họ có thể vượt qua tất cả. Đó là tình yêu, là lời cảm ơn với những người thầy thuốc, với những y bác sĩ. Và thưa quý vị thân mến, trong không gian của rất nhiều những khoảnh khắc và cảm xúc ùa về như thế này, chúng ta sẽ cùng sống lại những tháng năm với Blues Trắng qua ca khúc chủ đề của bộ phim Cõi Về. Và bây giờ xin phép được chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm trong vai trò ca sĩ hát nhạc phim. Chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sóng chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời. Lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời. Đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn. Tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường, về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngóng từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô, trong trái tim khô hiểu hắt mùa đông. Vây quanh chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười giang đôi tay đón mời. Dìu tôi xa chốn vô minh, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng âm tình, em ơi màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng màu sắc tươi hồng, làm tim hồng ấm. Ôi nhớ màu áo thiên thần, mang đến hạnh phúc vô ngần. Yêu mãi
màu trắng chân tình là nắng mênh mông xua mất trời đông. Yêu quá màu trắng ân tình êm ái màu trắng bên mình, tôi thấy nhiều giấc xuân nồng màu sắc tươi hồng làm tim hồng ơi. Chân tình là nắng mênh mông xua mất trời đông. Yêu mãi màu trắng chân tình là nắng mênh mông xua mất trời đông. Chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong phần tiếp theo của chương trình Ký ức thành phố trẻ. Và thật ra nếu mà so thành phố của mình với những thành phố khác trải dài trên khắp đất nước thì đúng là thành phố mình còn trẻ thiệt. Nhưng mà dẫu như vậy đi chăng nữa thì thành phố của chúng ta vẫn được yêu, vẫn được nhớ đến với rất nhiều những công trình kiến trúc trăm năm gắn bó với sự hình thành và phát triển của nơi này. Thưa quý vị, và bây giờ thì Vũ Minh Cường và Tuyền Tăng xin được nguyện làm tài xế để cho quý vị và các bạn sẽ cùng tham gia trong chuyến xe của Miền Ký ức. Chúng ta sẽ dạo quanh một vòng thành phố, đến với những bệnh viện cổ xưa nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và cứ nghĩ rằng nơi đây không chỉ mang sức nặng về mặt thời gian, mà còn có bề dày của một quá trình hoạt động không ngừng nghỉ của những thế hệ có chung lời thề Hippocrates. Ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi con đường, mỗi góc phố luôn chứa đựng một ký ức lịch sử xa xôi nhưng gần gũi, gắn liền với sự hình thành của mảnh đất này. Các bệnh viện cũng không ngoại lệ. Có những bệnh viện đã hàng trăm năm tuổi, chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử và biến đổi của thời gian. Là một trong những bệnh viện lâu đời của thành phố, Bệnh viện Nguyễn Trãi còn ghi dấu quá trình di cư và hội nhập của cộng đồng người Hoa ở mảnh đất phương Nam này. Hiện nay, trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn tồn tại Phước Thiện Nghĩa Từ, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 trên nền một nghĩa trang xưa, là nơi để cộng đồng người Hoa Phúc Kiến tụ hội về để tưởng nhớ tổ tiên và cùng nhau giữ gìn bản sắc. Với ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, năm 2009, Phước Thiện Nghĩa Từ đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Đi dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng ta sẽ gặp Bệnh viện Nhiệt Đới với những câu chuyện lịch sử oai hùng. Tiền thân của nơi đây là Bệnh viện Chợ Quán, một trong những bệnh viện xưa nhất tại Sài Gòn, được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1862. Ít ai ngờ tại một cơ sở y tế như thế này, dưới thời Pháp thuộc đã tồn tại một trại giam dưới lớp vỏ bọc là khu điều trị tù nhân bệnh nặng. Đây là nơi Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú bị thực dân Pháp giam giữ và hy sinh, để lại cho đời một tấm gương bất khuất, kiên trung của người chiến sĩ Cộng sản. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều chiến sĩ cách mạng khác như Trần Não, Hà Huy Tập, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi cũng đã từng bị giam giữ tại đây. Năm 1988, khu trại giam trong Bệnh viện Chợ Quán xưa đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, quang cảnh xung quanh khu trại giam đã khác xưa, nhưng những câu chuyện kể về khí phách kiên cường của các chiến sĩ yêu nước thì còn mãi, nhắc chúng ta nhớ về một thời gian khó, hào hùng và không thể nào quên. Ngay tại trung tâm quận 1 là Bệnh viện Nhi Đồng 2, cũng do người Pháp xây dựng từ năm 1859 sau khi Liên quân Pháp Tây Ban Nha đánh chiếm Sài Gòn. Trải qua hàng thế kỷ, từ một bệnh viện quân đội, nơi đây nhiều lần được đổi tên và trở thành bệnh viện dân sự dưới cái tên Bệnh viện Đồn Đất.
Từ năm 1978, nơi này trở thành Bệnh viện Nhi Đồng 2, là một trong những trung tâm nhi khoa lớn của cả nước, mỗi ngày khám chữa bệnh cho hàng ngàn bệnh nhi từ khắp các tỉnh thành. Tuy chưa được chính thức công nhận là di tích kiến trúc, nhưng từ lâu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn được xem là một trong những bệnh viện đẹp nhất thành phố. Nét đặc trưng của nhà tiền chế khung thép kiểu thuộc địa Pháp vẫn còn hiện rõ. Phần công trình xây dựng chỉ chiếm chưa đến phân nửa, còn lại là lối đi, thảm cỏ, cây xanh, tạo nên một sân chơi rộng rãi cho những bệnh nhân nhỏ tuổi. Những hàng me cổ thụ dọc lối đi tạo nên một nét thơ mộng và hoài cổ, gợi nhớ về những con đường với vòm lá xanh dẫn đến khung trời mơ ước của tuổi thơ. Mỗi địa danh là một câu chuyện lịch sử, mỗi bệnh viện ghi dấu biết bao mảnh đời qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên những ký ức không phai của người dân Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là quý vị cảm thấy như thế nào khi xem xong đoạn video clip vừa rồi riêng Tuyền Tăng, xin phép được chia sẻ với anh Cường và cả quý vị khán giả. Phải nói là lời cảm ơn đến cả ban biên tập của Miền Ký Ức, vì có cơ hội được đồng hành cùng với chương trình thì mình mới biết được đằng sau rất nhiều những công trình kiến trúc trăm năm ấy có cả một cái bề dày lịch sử với rất nhiều những cột mốc vô cùng đáng nhớ. Và đây chỉ là một vài nét chấm phá về lịch sử của những bệnh viện tiêu biểu. Và dĩ nhiên, bệnh viện luôn là nơi để cho các y bác sĩ sẽ trau dồi, rèn luyện về mặt kỹ năng cũng như là ý đức của mình. Và từ đây đã có biết bao nhiêu thế hệ y bác sĩ đã trưởng thành, đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam và cả thế giới nữa. Và cũng nhờ đồng hành cùng với Miền Ký Ức, đồng hành cùng với chủ đề của chúng ta đó là những anh hùng áo trắng, thì Tuyền mới nhận ra một điều, không phải gì mà tự nhiên mình lại gọi một cái tên khác của bệnh viện đó là nhà thương à. Giờ mình mới hiểu nha, nhà thương là nơi mà các y bác sĩ họ trao tặng cái tình thương, gieo cái hạt mầm hy vọng đến với rất nhiều những mảnh đời để cùng nhau chiến đấu với bệnh tật, mang đến một cái tương lai tốt đẹp, một sức khỏe tốt hơn cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc tiếp theo trong Miền Ký Ức, Niềm Tin Ngày Mai. Vọng luôn vượt lên phía trước, không ngại
chi gian khó nhọc nhằn ta vững tin. Mong được như ánh dương hồng, mong được như cánh chim trời, nguyện tô thêm sắc thắm cho cuộc đời. Vai to đón thiên đường màu xanh khát khao, vươn tầm cao mơ. Và sáng nay ta bước tới ngày tươi sáng. Trái tim ta cùng bay đến những ước mơ. Niềm tin ngày mới sáng tươi cho lòng thơ. Thế sao mãi anh dương rằng người trong tim. Trái tim ta cùng bay đến những ước mơ. Niềm tin ngày mới sáng tươi cho lòng thơ. Để sao mãi anh dương rằng người trong tim. Mong được như ánh dương hồng, mong được như cánh chim trời, nguyện tô thêm sắc thắm cho cuộc đời. Đến những nghệ sĩ đã mang đến một không gian thật là trong lành và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống cho tất cả chúng ta với hành trình của Miền Ký Ức. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với một trong những sự kiện y học đặc biệt ở thành phố của chúng ta và câu chuyện của những người đã đứng sau thành công vẻ vang ấy nhé. Thưa quý vị, và khi tìm chất liệu để thực hiện chương trình này thì ban biên tập đã tìm thấy một đoạn tư liệu vô cùng quý giá ra đời năm 1988, và bây giờ sẽ là những hình ảnh rất là đặc biệt, rất là xúc động được phóng viên Trường Giang, Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi là Nguyễn Đức, là người trong cặp song sinh Việt Đức trong K1 cách đây 32 năm về trước của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Đồng Hà, và đối với tôi đó là một cái kỷ niệm đẹp nhất, cũng giống như là chết đi mà sống lại của hai anh em tôi. Ngày 4 tháng 10 năm 1988, đó là thời điểm tôi 8 tuổi, rất là nhỏ, nhí nhảnh, không có biết cái gì gọi là sợ. Nhưng mà khi mà xong ca mổ rồi, tôi đã cảm nhận được là một cái sự đau đớn rất là lớn. Khi tách ra, đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ với tôi, là có một chút vui mà cũng có những chút buồn. Vui là gì? Vui là ta được ở bên cạnh anh mình rất là lâu và cũng rất là có nhiều kỷ niệm đẹp. Còn khi mà tách ra thì anh tôi đã không hiểu biết gì rồi. Mình rất là cảm ơn anh mình, bởi vì chính anh mình là người đã hy sinh cho mình để có được ngày hôm nay. Và bản thân tôi ngay bây giờ, thời điểm này, tôi vẫn mang một phần cái nội tạng hoặc là một cái mảnh da của anh mình trên cơ thể của mình. Rất là quý trọng đến bác sĩ Đồng Ma, và tôi luôn gọi bác là bố của mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính bố là người đã cho tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Và cái điều hơn nữa là bố là người sau cái thời điểm mổ đó đã giúp cho tôi có được cái bước đi khập khỉnh bằng hai cái nạng để tôi đi được, là còn đá bóng được, rồi chơi thể thao được. Tôi cảm thấy là thoải mái hơn, độc lập hơn này. Và cái mừng nhất của tôi là được đi học và được hòa nhập cộng đồng. Và tới thời điểm này tôi cảm thấy rằng là mình có được gia đình hạnh phúc nè, với hai đứa bé trên đôi như thế này, một cha một gái. Tôi cảm giác như là đó là một cái phần thưởng do ông trời ban cho mình. À,
Và thưa quý vị thân mến, đó cũng chính là một trong những thành tựu vô cùng đáng tự hào của nền y học Việt Nam, đặc biệt khi mà thành tựu này lại được tạo nên trong giai đoạn mà đất nước chúng ta trải qua quá nhiều khó khăn. Khi nãy Cường cũng rất là xúc động khi mà thấy anh Đức đã chia sẻ những cảm xúc của mình, đã chia sẻ lòng biết ơn. Và có một người mà qua đoạn phim ngắn vừa rồi thì anh Đức cũng nói rằng là đã gọi là cha, là bố. Dạ, xin được mời lên sân khấu ngay thời điểm này để cùng tham gia cuộc giao lưu ngày hôm nay. Đó chính là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Trần Đông A. Không biết là chú sau khi mà xem lại những cái đoạn tư liệu rất là đáng quý của năm 1988 với ca mổ Việt Đức cùng với những tâm sự của anh Đức, thì hiện tại chú đang cảm thấy như thế nào ạ? Xem lại cái phim từ hơn 30 năm trước, tôi hết sức xúc động bởi vì mình và ekip của mình đã làm được điều mà tôi vẫn coi là phương châm khi cứu được một cháu bé bị tật bệnh hiểm nghèo là cứu được cả cuộc đời dài 6-70 năm với tất cả ý nghĩa. Mà đó là một niềm hạnh phúc mà không phải ai hành nghề y cũng có thể có được. Con cũng được biết là trước đó thì chú đã là một bác sĩ rất là nổi danh trước khi mà nước nhà thống nhất. Và sau đó thì có rất nhiều những văn sĩ trí thức, người ta lại chọn một con đường là đi ra khỏi quê hương. Nhưng mà chú vẫn quyết định ở lại quê nhà để tiếp tục cống hiến. Vậy thì điều gì ở quê hương Việt Nam, điều gì ở đây đã níu giữ chú lại để mà chú tiếp tục cùng chung tay với bà con mình, với dân tộc mình? Là một bác sĩ quân y của chế độ cũ, lại là một phẫu thuật viên, cho nên thời đó tôi luôn luôn phải ra chiến trường để mổ cho những thương binh rất nặng của cả hai phía. Trong tôi tự nhiên nó có một ước ao làm thế nào để có một ngày mình không phải mổ những nạn nhân của chiến tranh nữa. Và muốn được như vậy thì chiến tranh phải chấm dứt, hòa bình phải lập lại, đất nước phải thống nhất. Thế rồi, ngày 30 tháng 4 đến, tôi tự hỏi ước mơ lớn nhất của mình đã thành hiện thực. Thế thì tại sao mình lại ra đi? Nhất là trẻ em Việt Nam rất cần tôi khi chuyên ngành của tôi là phẫu thuật nhi mà tôi là người duy nhất còn ở lại Việt Nam. Đó chính là lý do tôi đã quyết định ở lại. Dù biết rằng khi ở lại mình phải chấp nhận những khó khăn gian khổ rất nhiều. Những bác sĩ người ta sẽ không có phân biệt rằng là đâu là bên mình, đâu là bên người khác. Chỉ có sự nhân ái và y đức lúc đó mới là cái kim chỉ nam để cho hành động. Một lần nữa con cảm ơn chú rất nhiều vì chú cùng với rất nhiều những bác sĩ khác đã ở lại để cứu, tiếp tục cứu sống cho bà con mình ạ. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Dạ, và với chia sẻ từ chú cũng như là từ anh Vũ Mạnh Cường thì Miền Ký Ức cũng xin phép được gửi lời cảm ơn và trân trọng đến những tấm gương ngành y như ngoài bác Đông A còn có rất nhiều những đồng nghiệp khác như giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, tiến sĩ bác sĩ Trần Thành Trai, giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng và rất nhiều những y bác sĩ khác. Giữa những thời khắc khó khăn nhất của đất nước thì các bác đã chọn con đường gắn bó ở lại với đất nước và nhân dân. Và theo như con được biết thì đất nước của chúng ta sau giải phóng thì đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thiếu hụt rất nhiều những điều kiện, đặc biệt là về y tế. Vậy thì tại thời điểm mà bác quyết định chọn ở lại để gắn bó với ngành y, với việc là mang lại sự sống và hy vọng cho trẻ em, thì lúc đó là mình đối mặt với những cái khó khăn nào, bác có nhớ không? Bác có thể chia sẻ với tất cả mọi người một lần nữa về cái kỷ niệm trong thời gian khó đó không ạ? Đầu tiên vào đầu những năm 80 là dịch xuất huyết não cho trẻ sơ sinh gây tử vong rất nhiều và hốt hoảng cho các bà mẹ ở tại thành phố chúng ta. Là những người làm nghề nhi, phương tiện của chúng tôi lúc đó không có gì. Làm sao đây? Chúng tôi
bàn nhau là phải tận dụng tất cả những phương tiện còn lại của tất cả các bệnh viện trong thành phố, đặc biệt là các bệnh viện nhi, để tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi đành lấy sức người ra là tìm hiểu rất là kỹ nơi các gia đình có các cháu xuất huyết não mà tử vong. Và cuối cùng, sau mấy tháng thì chúng tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Đó là một loại phấn rôm có thuốc chống đông máu gọi là warfarin. Và nhờ đó đã dập tắt được dịch bệnh và cứu được sinh mạng của một hàng nghìn các cháu bé. Thế rồi, ngay sau đó lại có một dịch bệnh khác do hoàn cảnh kinh tế khó khăn của chúng ta, là dịch viêm ruột hoại tử cho trẻ lớn, xảy ra cho các trẻ em sống ở ngoại thành, thành phố chúng ta. Một mặt chúng tôi phải đêm ngày cố gắng cứu chữa các cháu, mặt khác chúng tôi lại bằng phương tiện cá nhân đến tận gia đình các cháu ở các xã vùng sâu, vùng xa, tìm hiểu điều kiện sống và ăn ở của các cháu. Và không ngờ là nhờ vậy, chúng tôi đã tìm ra được nguyên nhân của dịch bệnh là do các cháu đã bị nhiễm một loại vi khuẩn cực độc gọi là Clostridium benthi, gây ra hoại tử ruột và sốc rất nặng. Và nhờ vậy đã điều trị được cho các cháu và dập tắt được dịch bệnh. Và cái phát hiện này của chúng tôi sau đó không ngờ lại được quốc tế mời đi báo cáo tại Âu Châu, bởi vì người ta cũng thấy xảy ra đâu đó ở các nước khác. Là tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tôi và ekip của mình vào thời điểm khó khăn như vậy cũng thực hiện được một ca mổ cho một cháu bé mới 3 tháng tuổi mắc một hội chứng rất là nặng, tim nằm ngoài lồng ngực. Người ta phải dùng đến máy tim phổi nhân tạo. Mà lúc đó chúng ta làm gì có, thuốc men còn thiếu nữa mà. Nhưng bằng sự cố gắng, chúng tôi đã cứu sống được cháu bé. Và đây là ca thứ 4 của thế giới đã được cứu sống như vậy. Cho nên sau này tôi đã được mời đi báo cáo trong Hội nghị Phẫu thuật Nhi Thế giới tổ chức tại Úc vào năm 1988. Đó là những cái ấn tượng mà chúng tôi không bao giờ quên ở thời kỳ khó khăn. Trong hành trình làm nghề của chú thì chắc còn biết bao nhiêu những câu chuyện xúc động khác, là niềm tự hào khác nữa. Vậy thì trong suốt hành trình dài, vừa cống hiến cho y học, vừa có những cái việc làm rất là tích cực cho cộng đồng như vậy, thì con hỏi thiệt là chú tâm đắc điều gì nhất chứ? Điều tâm đắc nhất của tôi đó là không bao giờ hài lòng với những gì mình đã đạt được, mà luôn luôn hướng về phía trước với ước mong được đóng góp nhiều hơn cho đất nước và dân tộc đã thống nhất và hòa bình. Thể hiện sự tri ân của tôi đối với biết bao gia đình đã hy sinh và mất mát để đất nước có được hòa bình và độc lập thống nhất như hôm nay. Khi mà được lắng nghe những câu chuyện của chú, những chia sẻ của chú, tự nhiên cái tụi con được truyền cảm hứng vô cùng luôn. Để thấy rằng là từ những hành động của chú, những việc làm của chú cùng với cộng sự của mình, khẳng định một điều rằng là không có bất cứ một việc gì mà quá khó hết. Khi mà chúng ta có một cái tâm trong sáng, lòng yêu thương con người, thì chúng ta luôn biết cách để vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh, để có thể hỗ trợ cho người khác, để giúp đỡ cho cuộc đời, lan tỏa những giá trị yêu thương. Và giờ thì
con xin đại diện cho chương trình gửi đến chú một ca khúc mà con nghĩ rằng là có rất nhiều hình ảnh chú trong đó. Một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bắt đầu bằng những câu là: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của chương trình Từ Ký Ức Đến Hôm Nay. Và đã từ rất là lâu rồi thì các y bác sĩ của chúng ta đã được người đời tôn vinh là những lương y như từ mẫu. Và một lần nữa xin phép được mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhất của những anh hùng áo trắng mang bạc. Gian nan sinh tử, họ luôn có mặt để mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng. Đại dịch Covid là một phép thử nghiệt ngã đối với toàn thế giới. Trong vòng xoáy sống còn ấy, một lần nữa, những chiến sĩ ngành y Việt Nam lại lao vào cuộc chiến. Không một lời thở than, không một phút đắn đo suy nghĩ. Tất cả vì tình yêu dành cho đất nước, cho bệnh nhân và lý tưởng nhân ái mà họ hằng theo đuổi. Đẹp vô cùng, những anh hùng áo trắng của đất nước tôi. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều những cuộc chuyện trò với những khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Tuyền Tăng tin chắc rằng là ngay cả không chỉ Tuyền mà cả anh Cường cũng đang rất là muốn lắng nghe từ phía hàng ghế khán giả những cảm xúc của họ ngay bây giờ, đúng không ạ? Thì chị hãy chia sẻ nhiều hơn, thể hiện niềm tự hào của chị cũng như là đại diện cho rất nhiều khán giả của mình Ký Ức, chia sẻ những tình cảm của chị đối với các y bác sĩ. Cảm ơn các bác sĩ của mình là rất là có tâm, đức và tài, đã không quản là khó nhọc rồi những đem những tâm đức ra để cứu sống được bao nhiêu người. Ngay bây giờ Tuyền rất là muốn lắng nghe suy nghĩ đến từ những khán giả trẻ đã đồng hành cùng với Miền Ký Ức trong chủ đề những anh hùng áo trắng. Bạn nghĩ như thế nào về ngành y thông qua những buổi chuyện trò ngày hôm nay cũng như là câu chuyện mà đất nước chúng ta đã cùng nhau chiến đấu để chống lại dịch Covid? Thì xin phép được nhờ anh Cường sẽ kết nối cho em với một bạn khán giả trẻ của chương trình nha. Vừa rồi em được nghe câu chuyện của bác Trần Đông A thì em cảm thấy là Tổ quốc Việt Nam mình rất là may mắn khi có những người như bác Đông A và tất cả những bác sĩ y tá đang hàng ngày chiến đấu để giúp đỡ, để cứu sống những bệnh nhân, những người không may gặp cái những hoàn cảnh hiểm nghèo. Cái câu mà Cường thích nhất ở bạn, cái cụm từ thích nhất đó là từ chiến đấu. Các bác sĩ chúng ta đã chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Vũ khí của họ là gì? Đó là y đức, là chuyên môn và tấm lòng thương mến đối với bệnh nhân, đối với con người. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho các vị y bác sĩ ạ. Trong đời
về gặp tôi, gạt giọt lệ rơi thân gối, với những ai đang như mình cũng nhớ mong bên gia đình. Từng lời thở than trách mắng, từng lời động viên cố gắng, những tiếng yêu thương rõ ràng, những lúc không ai bên cạnh. Thì ta cứ lấy yêu thương mở ra, nhận lại những ước mơ thay món quà. Tình yêu thật sáng con tim của ta, Việt Nam sẽ mãi yêu thương tràn hòa. Thank you for helping our life. We thank you for saving our life. Ca khúc Thank You Những Chiến Binh Thầm Lặng mà Miền Ký Ức xin phép được gửi tặng đến tất cả những y bác sĩ đã và đang tận tụy cống hiến vì một thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh. Rất cảm ơn các khách mời đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã luôn dành tình cảm cho Miền Ký Ức. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. Xin chào.